Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể lập cái phiếu chi ở trong phần mềm kế toán TotalShop. Đầu tiên ở trên cái màn hình chính chúng ta vào phần tiền mặt. Chúng ta tiếp tục vào cái mục chi tiền. Ở đây chúng tôi đã cập nhật sẵn một số các cái chứng từ liên quan đến chi tiền. Chúng ta sẽ kích chuột phải và chúng ta chọn thêm hoặc chúng ta sử dụng cái tổ hợp phím tắt Ctrl+N. Chúng ta chọn thêm. Ở đây các bạn lưu ý là khi chúng ta thêm mới một cái chứng từ mới thì có cái dòng chứng từ này nó sẽ nằm ở lên trên cùng xuất hiện ở phía trên này. Chúng ta lập một cái chứng từ phía chi mới là chúng ta chọn ví dụ như là đối tượng là công ty cổ phần Nam Dương. Ở đây chúng ta có thể nhập là ví dụ như người nhận tiền ấy là Nguyễn Văn A. Lý do chi là thanh toán tiền hàng. Ở đây trong trường hợp chúng ta lựa chọn cái tài khoản ngân hàng là khi chúng ta lập một cái phiếu chi liên quan đến nghiệp vụ, ví dụ như là nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng, chúng ta chọn cái tài khoản ngân hàng. Trong các cái trường hợp như là chúng ta chi tiền tạm ứng ấy, thì chúng ta bắt buộc phải chọn cái nhân viên vì cái tài khoản tạm ứng 141 sẽ theo dõi cụ thể cho từng nhân viên. Vậy chúng ta ở đây có thêm một cái nữa là cái chứng từ kèm theo. Trong cái trường hợp mà chúng ta thanh toán tiền hàng thì thường chúng ta hạch toán vào cái tài khoản công nợ 31. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức là chúng ta hạch lập một cái chứng từ thanh toán tiền tiếp khách để làm sao các bạn có thể biết cách là vừa hạch toán vừa kê thuế. Chúng ta tiếp tục di chuyển đến ô chứng từ kèm theo. Chúng ta ví dụ ở đây là có ba cái chứng từ gốc kèm theo, chúng ta chọn ngày ghi sổ. Sau đây chương trình sẽ tự động tăng lên thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái bảng bên cạnh ấy là chúng ta cái số phiếu chi nó đến số 23, chúng ta đánh tiếp là số 24. Ở đây sau khi chúng ta di chuyển xuống phía cái chi tiết hạch toán từng dòng một thì chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ chọn ví dụ tài khoản 6428 là cái khoản chi tiếp khách. Ở đây ví dụ như là 1 triệu 2. Ở đây cái đối tượng ở đây chúng ta cũng không cần phải bận tâm nhiều tại vì là cái tài khoản này không phải là tài khoản công nợ. Ở đây chúng ta thấy là cái lúc đầu ấy chúng ta có vào cái chi phí quản lý theo khoản mục phí. Vậy nên nếu chúng ta có mở một cái tài khoản theo cái khoản mục phí ấy thì các bạn lưu ý là chúng ta có thể vào cái mục là phí của cái tài khoản 627 642. Ở đây chúng ta lưu ý là ở trên cái màn hình này có một cái chức năng mà chúng ta có thể khai báo luôn cái các cái trường hợp như là chúng ta tìm ở trong này không có các cái đối tượng, chúng ta khai báo thêm đối tượng. Có thể là thêm nhân viên hoặc là thêm cái mã thống kê các cái tài khoản ngân hàng trong trường hợp chúng ta hạch toán liên quan đến cái nghiệp vụ liên quan đến 112. Ở đây có thể là trong các cái trường hợp chi để mua tài sản cố định mà không cần qua cái hóa đơn mua hàng dịch vụ thì chúng ta có thể thêm tài sản vào đây. Ở đây có một cái phần là phần thêm cái đối tượng tập hợp chi phí thì các bạn lưu ý là trong các cái khoản chi liên quan đến các cái tài khoản mà 621, 622, 623, 627 cho cái doanh nghiệp áp dụng cái thông tư 200 và cho tài khoản 154 cho doanh nghiệp áp dụng quyết định 18 cũng như là tài khoản thông tư 133 sắp tới sẽ có hiệu lực vào năm 2017. Thế chúng ta sau khi chúng ta lập xong ấy thì chúng ta sẽ chuyển sang cái trang thuế. Thì các bạn sẽ lưu ý là ở đây chúng ta có thể thay đổi lại cái diễn giải là thuế giá trị gia tăng đầu vào. Ở đây tài khoản thuế là 1331. Ở đây thuế suất ví dụ chúng ta là 10%. Thì cái tiền tính thuế nó tự động nó copy ở bên cái phần hạch toán sang thì các bạn có thể thay thế bằng cái giá trị khác. Ví dụ như ở đây cái tiền tiếp khách rồi là cái tiền công tác phí rồi cái tiền phòng nghỉ chẳng hạn thì trong đấy có một cái phần ví dụ như phần thanh toán tiền công tác phí đối với công ty thì nó lại không có thuế thì cái tổng cái giá trị cái tiền hạch toán này có thể nó không bằng cái tổng giá trị bên cái số tiền tính thuế. Ở đây chúng ta ví dụ như là cái số tiền tính thuế nó chỉ có 1 triệu. Trong trường hợp mà cái tiền tính thuế mà người ta lại viết làm tròn ấy
là nó không đủ cái số tiền theo chia ra thì chúng ta có thể ghi lại cái số tiền thuế này. Thì các bạn có thể thấy là các bạn đánh lại một cách rất là bình thường. Ở đây chúng ta chọn loại hóa đơn là giá trị gia tăng, chọn số hóa đơn là số mà chúng ta phải gõ vào ở ngay trên cái hóa đơn đỏ. Cái nhóm hàng hóa tư nó tùy thuộc vào cái từng doanh nghiệp theo cái thông tư 60 của Bộ Tài chính là quy định về các cái loại thuế liên quan đến cái hàng hóa, công ty kinh doanh cái lĩnh vực hàng hóa dịch vụ nào. Như vậy là chúng ta đã lập xong cái phiếu chi liên quan đến các cái tài khoản thuế, cũng hóa đơn thuế, và các bạn có thể thấy là gần như ở trên này các bạn có thể lập bất cứ một cái phiếu chi nào mà theo cái cách hướng dẫn của tôi thì các bạn làm được hết. Chúng ta chọn lưu. Thì ở đây chúng ta có thể ấn nút thêm mới để thêm một cái chứng từ phiếu chi khác. Nếu chúng ta không nhập nữa thì chúng ta có thể đóng bỏ đi, bỏ đi, và chúng ta có thể là ở đây chúng ta có thể chọn cái chứng từ để chúng ta in. Ở đây thì các bạn lưu ý là chúng ta có thể chọn một lúc nhiều chứng từ thì chúng ta ấn vào nút in, chúng ta in, và cũng có thể sử dụng chức năng auto filter để chúng ta có thể lọc, ví dụ như là xăng dầu thì các bạn có thể thấy là lọc ra cho các bạn. Ở đây có một số các cái tiêu chí nữa là các bạn có thể ứng dụng cái mức độ linh hoạt ở trong này, tức là thường chúng ta nó hiện chương trình hiện lên các cái cột mà các bạn có thể là chưa có đầy đủ các cái chỉ tiêu để các bạn theo dõi, các bạn có thể kích chuột vào giữa này, các bạn chọn ẩn hiện cột, các bạn có thể lấy thêm các cái cột khác bằng cách là đánh dấu vào đây để nó cứ hiện hiện lên cái thông tin mà các bạn cần. Ví dụ ở đây cái tiền thuế thì tăng, chúng ta có thể thấy là sau khi các bạn thêm cột thuế thì các bạn nhìn thấy sẽ biết được là cái chứng từ nào là có tiền thuế, chứng từ nào không có tiền thuế. Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức để cho các bạn có thể vào được một cái phiếu chi.